mọi người, nơi tên 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 thế gì đây không mọi người? Đây là vườn chanh nhà mình này. Đây, vườn chanh này nhà mình có rất là nhiều quả luôn, nên hôm nay mình muốn giới thiệu cho mọi người biết là cái cây chanh nhà mình nó như thế nào. Đây, nó như thế này thôi mà quả của nó cực kỳ nhiều luôn mọi người nhá. Đây, đây mọi người nhìn xem này, những cái quả chanh rất là xinh tươi. Những cái quả này đấy, quả rất là nhiều lắm mọi người này. Bên này rất góc này này, ôi mọi người nhìn xem này, mọi người thấy chưa, vườn chanh nhà mình đấy. Ôi mọi người xem cái chùm này này, đấy, thấy chưa, thích không mọi người? Đấy, đây này, mọi người nhìn xem này. Ngon không? Đấy. Chanh này thì mọi người có thể dùng để vắt nước này, dùng để mình hay ăn là cái chanh này để ăn cái rau muống ấy, là chanh thì không thể thiếu với thịt gà đúng không mọi người? Cho nên hầu như nhà ai cũng có cái chanh này ở vùng miền Trung nhà mình ấy, hầu như nhà ai cũng có ấy, mọi người. Lá chanh như thế này rất là thơm và ngon này. Đấy. Mùi lá chanh thì không thể nào mà ấy được. Đây mọi người, có một quả chanh đã bị rụng ấy mọi người này. Nó chín như thế này thì nó rụng nhá. Đây, nó chín thì nó bị rụng ấy mọi người này. Đây. Chắc hay là khi tối mưa không biết, khi tối nó bị nhà mình bị có mưa mọi người. Đây một quả chanh đã bị rụng. Như thế này là nó đã chín đó mọi người, những cái quả này là những cái quả chín nhá. Đây. Bây giờ thì mình sẽ hái một ít cho mọi người xem thử nhá. Đây. Đây mọi người này, mình đây mọi người có thấy không ạ? Mình đang có cái hai quả chanh nhưng mà mọi độ mọi người biết quả nào nhiều nước và quả nào ít nước nha. Bây giờ mình sẽ phân biệt cho mọi người này. Bên tay mình cầm đây sẽ là cái quả này sẽ là cái quả nhiều nước hơn này, quả này sẽ là cái quả ít nước hơn. Bởi vì sao? Cái quả này là cái da của nó đã, có nghĩa là cái quả này là da ấy. Nó đã gọi là cái quả này đã đã già rồi mọi người, cái da của nó ấy, cái da phần ngoài này là nó sẽ không nọc cái trơn cái da thì cái nước của nó rất là nhiều. Còn cái quả này đang bị sần. Cái quả này mọi người nhìn cái da của nó bên này bọng hơn đúng không? Bên này là vẫn đang bị sần hơn là cái quả này là ít nước hơn cái quả này. Đó, đó là cái cách phân biệt của cái quả chanh. Đấy, đây là cái vườn chanh nhà mình ấy mọi người. Đấy, đây là cái quả, mà cả cái quả mà nó đã bị chín rồi ấy. Đấy, mọi người ai mà cứ ăn chanh thì qua nhà mình nha. Mình sẽ cho một ít để về bỏ tủ lạnh vào ăn dần. Chanh này thì khi nào cũng nấu ăn, cũng nhà mình hầu như nấu ăn lúc nào cũng phải dùng chanh nha mọi người. Mình sẽ hái một ít lá chanh này để tịt vào nữa, mình sẽ muối cái quả đu đủ của nhà mình. Đây. Đây, mình sẽ cái phần này thì nữa mình sẽ đem đi nấu ăn luôn mọi người nhé. Đây, đây cả cái quả này thì nó đã chín đó mọi người này. Đây, mọi người thấy quả của nó rất là to luôn, bởi vì cái giống đất ở đây có lẽ là hợp cái trồng chanh nha mọi người. Đấy. Mọi người thấy sao ạ? Rồi, bye bye mọi người nha. Chào mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Mọi người nhớ ấn kênh, theo dõi kênh của mình nha. Bye bye. Đây có ai muốn ngắm lại vườn chanh nhà mình một chút không? Quả nhiều chưa nè mọi người. Đây. Bên này là cái quất mọi người. Đây. Quả này là quả quýt, quất 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 quất. Đây.
rất là chỉ nằm trên tên tên.